Ok, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2018, tức là thứ tư. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều, tôi đang chờ và đón cho con gái của tôi. Để coi hôm nay có chuyện gì xảy ra ta. Hôm nay hồi sáng tôi đi thông dịch cho một bé kia. Chắc bé khoảng 15 17 tuổi gì đó, con trai. Và đi trượt tuyết ở bên Việt Nam mới qua, bên Hà Nội hay đâu mới qua có 8 9 tháng à. Trượt tuyết làm sao mà bị gãy cái cổ chân phải không, gãy xương và cổ chân, cho nên khi mà đi surgery phẫu thuật giải phẫu á, họ phải gắn vô mấy cái con ốc, họ xoắn ốc vô để giữ xương nó lại với lành. Và trong thời gian đó, sau đó nó everything ok tốt, nhưng mà thực ra không tốt là cậu bé đó bị infection, tức là bị viêm xương bên trong thịt da hôi thối gì đó, nó bị nổi xương viêm lên và phải mổ lần thứ hai, tháo ốc ra, xong rồi họ gắn lại ốc lại ấy, là họ sửa chân lại và khâu vá lại nguyên một cái đường dài bằng này nè, hơn một tạ gan tôi á, toàn là chỉ không, giống như con rắn rít vậy. Và hôm nay đi cắt chỉ. Và như vậy là thưa quý vị, cái chân của bé đó là chân trái, mổ chân trái, nhưng mà lần đập thứ sáu với bác sĩ với lại y tá rồi, mà họ cứ viết trong cái nốt đó là chân phải. Cho nên ông bố của cậu bé này rất là upset, rất là phẫn nộ và bực tức lên và nói là how can this be, làm sao mà có thể như vậy được, tôi đến đây gặp các người là 6 lần rồi mà lần nào quý vị cũng để cái tên cái bên trái bên phải của con tôi là nhầm bên hết á, tức là nó bị chân trái đau mổ và căn trường chân trái lâu lắm rồi mà bây giờ cứ nói là chân phải. Mà mấy người y tá cũng khùng thiệt đó. Cái chân á, cô ta vừa khám chân thằng bé xong và chùi và khử trùng lên men ra, xong rồi mở hồ sơ ra đọc blah, 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 cái nói right leg, tức là chân phải. Cái ông bố nói wait what, tại sao mà chân phải được, nó chân trái, cô vừa rửa sạch cho khử trùng nó chân trái, bây giờ cô đọc nó chân phải. Bà y tá bà giật mình, bà sợ quá, bà xin lỗi quá trời, bà nói thỉnh thoảng á là ông bác sĩ ông nói chuyện vô. Ông nói là người thiểu số, tức là minority doctor, Dr. Pina, chắc người Mẹ á. Cho nên cái người mà transcribe á, viết ra, họ đánh lộn hay sao, không biết ở đâu mà lộn, nhưng mà bà nói là tôi biết, anh biết là chân trái, và tôi có nói chân trái, nhưng mà khi tôi đọc lên trong hồ sơ thì tôi đọc chân phải, tôi xin lỗi, tôi lỡ. Nhưng mà ông bố, ông giận quá, ông chửi rùm beng lên hết. Nói làm ăn kiểu gì mà, you are good, but the doctor no good. Tức là bà là y tá tốt, nhưng mà cái bác sĩ là không tốt. Tại vì tôi gặp ông 2-3 lần rồi, gặp bà 2-3 lần, tất cả 6 lần. Và lần nào á, tôi không happy với cái ông bác sĩ đó. Tức là ông này, ông phẫn nộ lên, ông chửi bà y tá này. Thì bà y tá này, bà lắng nghe thôi, bà xin lỗi rồi, đúng không em? Rồi tôi cũng phải thông dịch qua, thông dịch lại, rất là buồn cười. Cho nên cái này là cái bài học gì thưa quý vị? Con cháu mình á, mình phải rất là thận trọng, ok? Bác sĩ bên Mỹ này hả, đi vô mổ mắt trái và họ viết lộn rồi, họ mổ mắt phải của mình, ok, cắt thận trái hóa là cắt thận phải, cưa chân trái là cưa chân phải, cái đó chuyện nó xảy ra một năm cũng phải 2-3 lần, ok. Trên nước Mỹ này, thì trên nước Mỹ này có 300 triệu người, nếu quý vị không may mắn thì quý vị bị mổ bên nào sai phải không, tức là bị hư hại ung thư hay gì, bên một bên mà họ đi họ mổ thì họ mổ mình bên khác mới khổ chứ, gớm vậy đó. Cho nên về vấn đề y tế, quý vị rất phải tận trọng, lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Đừng có ý là cái clinic hoặc là cái phòng mạch này tốt, nhà thương này tốt, nó nổ. Mình là phải người advocate cho mình, tức là mình phải người tự bảo vệ cho mình. Và thưa quý vị, chính ở St. Louis Park, ở thành phố Minnesota, St. Louis Park này, cách đây 1-2 năm cũng vậy, có một người nào vô mổ sao họ lấy wrong bộ phận, tức là họ lấy cái bộ nội tạng sai, ok. Thứ như mổ tim mà họ đi họ lấy phổi á, không biết làm sao, lên rùm beng rồi nó lên, nó xin lỗi quá trời và nó nói chúng tôi thật tình có lỗi, nó apologize, nó xin lỗi quá trời lên. Cho nên bài học á là mình lúc nào cũng phải thận trọng và đề cao cảnh giác với con em mình khi mình đi đến nhà thương. Tại vì mỗi năm á, bác sĩ giết lầm bệnh nhân á, là cả 300.000 người, ok. 300.000 người bị giết lầm, quý vị tưởng tượng coi, không phải là chuyện nhỏ. Mà giết lầm á, đâu làm gì được đâu, ít khi được thư kiện lắm, là chết là hết thôi, chứ không được thư kiện hết. Good luck nghe bà con cô bác. Chào quý vị.